Ông Nguyễn Duy Hiểu, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương vừa cho biết, qua xác thực vân tay người làm hồ sơ rút bảo hiểm một lần, đã phát hiện 3 người chưa rõ danh tính, dùng căn cước gắn chip giả để trục lợi. Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương đã cung cấp thông tin cho công an tỉnh để phối hợp xác minh làm rõ, tránh bị trục lợi số tiền khoảng 200 triệu đồng. Cơ quan này cũng đã kịp thời cảnh báo tới các đơn vị về tình trạng giả mạo giấy tờ trong giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, đặc biệt là căn cước gắn chip. Từ tháng 11 năm 2022, tỉnh Bình Dương thí điểm công nghệ xác thực sinh trắc vân tay trên căn cước gắn chip trong tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính và đặt lịch làm việc trực tuyến. Đến nay có khoảng 20.000 người nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa được xác thực sinh trắc, bình quân mỗi ngày 200 đến 220 người. Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, từ đầu năm đến nay đã phát hiện hơn 80 vụ khai thác cát trái phép trên địa bàn, xử lý hình sự 3 vụ, khởi tố 3 đối tượng. Lực lượng chức năng cũng đang củng cố hồ sơ để khởi tố thêm 3 vụ án khác liên quan đến cát tặc. Đây là lần đầu tiên lực lượng chức năng xử lý hình sự đối tượng cát tặc. Việc xử lý gặp rất nhiều khó khăn do pháp luật còn nhiều kẽ hở, không sát thực tế. Cụ thể, các đối tượng đầu nậu, chủ xà lan hoặc tàu thường thuê người lao động bơm hút cát trái phép và làm sẵn hợp đồng thuê xà lan. Do đó, lực lượng chức năng chỉ phạt hành chính những người trực tiếp bơm hút cát, không xử lý được chủ xà lan hay thu giữ phương tiện. Trong một số trường hợp, cơ quan chức năng còn không thể xử phạt được người làm thuê khi những người này không có tiền đóng phạt, không có tài sản để cưỡng chế. Tương tự, việc xử lý hình sự càng khó khăn hơn khi pháp luật quy định phải định giá, tang vật phải có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc phải chứng minh việc thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng trở lên. Ngày 23 tháng 7, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự vừa phá chuyên án bắt giữ nhóm đối tượng cho vay nặng lãi trên 200% một năm trên địa bàn thành phố Hạ Long. Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm Trần Văn Ngọc, sinh năm 1993, Vũ Văn Phong, sinh năm 1984, Hoàng Văn Phương, sinh năm 1978, Đỗ Văn Cảnh, sinh năm 1985, Ngô Huỳnh Thủ, sinh năm 1988 và Đỗ Quốc Hưng, sinh năm 1996, đều trú tại xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Các đối tượng này đều đã có tiền án tiền sự về các hành vi như gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Theo điều tra, từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã sử dụng mạng Internet thông qua trang web có địa chỉ highcast.pro để quản lý, điều hành hoạt động cho vay tín dụng đen. Đến nay, các đối tượng đã thực hiện khoảng 2.200 lượt cho vay, với mức lãi từ 3.000 đồng một triệu một ngày đến 6.000 đồng một triệu một ngày, tương ứng từ 109,5% một năm đến 219% một năm. Tổng số tiền các đối tượng dùng để cho vay là khoảng 81 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 18,5 tỷ đồng. Ngày 22 tháng 7, phiên tòa xét xử bị cáo Trần Hùng, cựu chuyên viên Tổng cục Quản lý Thị trường, bị cáo buộc nhận hối lộ 300 triệu đồng của doanh nghiệp để bỏ qua vi phạm đã quay lại phần xét hỏi. Trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Trần Hùng 9-10 năm tù. Luật sư bào chữa cho ông Hùng đề nghị tòa cho triệu tập đại diện Mobifone để làm rõ hơn dữ liệu định vị, thời gian cuộc gọi và vị trí điện thoại của ông Hùng ở thời điểm có liên quan đến việc chứng minh có hay không. Việc bị cáo này nhận hối lộ 300 triệu đồng từ bị cáo Nguyễn Duy Hải, lao động tự do. Đại diện Mobifone đã trả lời, trong các tài liệu cung cấp có thể có lúc để trống một trường thông tin nào đó, chẳng hạn như vị trí thuê bao, là do thời điểm kỹ thuật viên trích xuất thì không có thông tin. Luật sư cũng như kiểm sát viên không hỏi chi tiết, và đại diện Mobifone cũng không nêu chi tiết dữ liệu liên quan đến điện thoại của bị cáo Trần Hùng. Bào chữa cho ông Hùng, luật sư cho rằng Viện Kiểm sát chỉ dựa vào lời khai nhiều mâu thuẫn của Nguyễn Duy Hải để buộc tội ông Hùng, mà không đưa ra các chứng cứ vật chất khác là không đúng quy định. Viện Kiểm sát đáp lại, nguồn chứng cứ có từ nhiều nguồn khác nhau, không phải lúc nào cũng là chứng cứ vật chất. Nguồn chứng cứ ở đây có thể là lời khai của bị cáo, là vật chứng, biên bản đối chất, biên bản giám định. Qua 3 ngày xét xử, Trần Hùng liên tục kêu oan, cho rằng mình không nhận tiền của bị cáo Cao Thị Minh Thuận, giám đốc công ty Phú Hưng Phát, thông qua bị cáo Nguyễn Duy Hải. Thế nên Viện Kiểm sát cáo buộc tội nhận hối lộ là hoàn toàn sai lầm và sai trái. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát khẳng định có đủ căn cứ kết luận bị cáo Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng thông qua người môi giới Nguyễn Duy Hải.
Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, công tác quản lý sử dụng đất và đầu tư xây dựng cơ bản, công tác cấp giấy phép khai thác cát trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2015-2020. Theo đó, trong công tác quản lý sử dụng đất tại tỉnh An Giang giai đoạn trên, còn có vi phạm với số tiền phải thu nộp ngân sách nhà nước là hơn 181 tỷ đồng. Trong giai đoạn trên, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường đã cấp hơn 1.600 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích hơn 171.000 m2 đất ở cho 6 tổ chức kinh tế không đúng quy định. Đáng chú ý ở nội dung cấp phép khai thác cát, Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi giấy phép khai thác cát đã cấp mới sau ngày 1 tháng 7 năm 2011 và các giấy phép được cấp từ trước ngày 1 tháng 7 năm 2011 nhưng được gia hạn sau ngày 1 tháng 7 năm 2011 còn hiệu lực hoạt động. Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi công bố kết luận thanh tra, nếu chưa hoàn thiện việc thu hồi giấy phép như nêu trên, thì Thanh tra Chính phủ sẽ chuyển thông tin để Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an xem xét xử lý. Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng công an các cấp phối hợp các sở ban ngành đoàn thể đã đấu tranh trấn áp quyết liệt các băng nhóm tội phạm có tổ chức, triệt phá 11 băng nhóm, bắt và xử lý 87 đối tượng, hầu hết ở thành phố Phú Quốc. Về an ninh trật tự, đã điều tra khám phá 353 trên 400 vụ án, bắt xử lý 673 đối tượng phạm tội. Trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng khám phá 53 trên 53 vụ, bắt 84 đối tượng. Ngoài ra, lực lượng công an còn triệt xóa 180 điểm, tụ điểm tệ nạn xã hội, xử lý 1.132 đối tượng, răn đe cảm hóa giáo dục 2.440 đối tượng, bắt vận động đầu thú và thanh loại 60 đối tượng có quyết định truy nã, trong đó có một đối tượng trốn truy nã 14 năm. Lực lượng chức năng toàn tỉnh cũng đã phát hiện triệt phá 168 vụ, bắt giữ 230 đối tượng mua bán, tàng trữ vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 1.190 cây cần sa, 1.361,86 gram ma túy tổng hợp, 4 khẩu súng quân dụng, 34 viên đạn, đưa 294 đối tượng đi cai nghiện ma túy, xử lý hành chính 173 đối tượng vi phạm về ma túy.